Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay bên Mỹ là ngày 12 tây tháng 9 năm 2024 rồi các bạn. Cũng như trước tiên hết em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Hồi nãy em đi em uống sơ thèm có uống sơ sơ rồi chờ từ đó chờ tới đây 20 phút lần. Cho nên không có nhịn được nên nhờ quý vị khán giả một miếng nha. Sáng sớm á mà có được một miếng cà phê vào miệng á thì nó sẽ phải nói là sảng khoái thoải mái hơn đó các bạn. Còn ngày hôm qua không miếng cà phê nào hết cho nên không tỉnh, nó lừ cái đầu óc được gì đó các bạn. Đã quá, rất là đã luôn các bạn. Thì mấy ngày nay hôm nay là ngày 12 tháng 9 rồi các bạn. Năm 2024 cũng là ngày thứ năm. Ngày mai là ngày thứ sáu, ngày 13 tây. Thứ sáu ngày 13 tây, thường thường người Mỹ người ta nói là ngày đó là hay bị cho nó là cái ngày Friday the 13th, tức là cái ngày mà ma quỷ ám. Cái trời ma quỷ ám mà cười hát mới ghê chứ. Thì các bạn cũng biết á là ngày 11 tháng 9 vừa qua, tức là ngày hôm qua, đó là cái ngày người ta gọi là ngày 911, tức là cái ngày mà Ức Mỹ bị khủng bố. Hôm qua thì em không có thời gian để mình kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện đó. Thì vào năm 2001 tháng 9 ngày 11 tây, bữa đó là bữa thứ ba, nếu như em nhớ không lầm là bữa đó là bữa thứ ba, thì bữa đó đó là có hai chiếc máy bay đâm vào hai cái tòa nhà và sập chết chừng khoảng đâu 2000 mấy 3000 người gì đó các bạn, không nhớ rõ số lượng người chết bao nhiêu. Thì từ đó trở đi thì nước Mỹ sẽ truy tìm cái người âm mưu khủng bố đó, chính là ông Bin Laden, trong vòng mấy tiếng đồng hồ thôi. Tại vì trong chiếc máy bay đó các bạn biết nó có cái gọi là black box. Cái black box đó là cái hộp đen trong máy bay, bất cứ chiếc máy bay nào cũng có cái hộp đen á. Cái họ lưu trữ lại những cái camera, những cái hình ảnh, những cái gì trong đó đó. Thì họ điều tra ra được đó là ông Bin Laden của tụi Al-Qaeda đã nhúng tay vào cái chuyện này, cho nên họ đã Bin Laden, hình như là có gần cả chục năm sau mới bắt được Bin Laden, là giết, nghe nói là giết Bin Laden thôi, nhưng mà chưa thấy cái xác chưa thấy gì hết các bạn. Thì các bạn cũng thấy rồi, cái câu chuyện đó là như vậy, người ta gọi là 911. Họ đánh vào những cái ngày mà đặc biệt là số 911 đó là gì? Tức là cái ngày mà cái số đó là số tổng đài để mà gọi khẩn cấp cấp cứu của nước Mỹ đó các bạn. Bất cứ các bạn đi khắp nước Mỹ, chỉ cần các bạn bị cái gì, chỉ cần bấm 911 là tổng đài họ sẽ nói gì cả. Emergency, how can I help you, hay này nọ gì đó. Thì các bạn cứ nói rằng đó là tôi đang cần cái này, tôi cần nọ, thì họ sẽ cho cảnh sát tới giúp các bạn. Đó là cái ngày hôm qua họ đánh vào cái ngày đó. Thì sau khi đó là sau khi cái ngày thay đổi vận mệnh của nước Mỹ đó các bạn, thì những hệ thống an ninh sẽ chặt chẽ hơn. Trước khi ngày 911, ngày năm 2011, các bạn đi máy bay nó rất là dễ, và sau khi đó có nhiều người phải cởi vớ cởi quần cái này nọ ra để mà xét luôn các bạn. Cho nên nó rất là khó khăn sau khi cái vụ đó. Thì từ từ kinh tế đã suy sụp và bắt đầu trở lại bình thường, và sau đó suy sụp tiếp tục. Cho nên suy sụp bình thường lúc nào cũng vậy, chứ không thể nào mà sụp hoài luôn mãi mãi được. Thì hôm nay ông có một cái thông tin này đây muốn chia sẻ cho các bạn. Hôm qua hồi nãy làm chỉ chia sẻ sơ sơ về ngày 11 tháng 9. Cũng đại khái là cũng mấy bữa rồi em không có ngồi để mà tâm sự cho các bạn nhiều. Lu bu những cái chuyện và những cái video mà em cần phải đăng cho các bạn xem. Thì hôm nay là có một cái bài. Trước tiên hết đó, em muốn chia sẻ cho các bạn biết là về cháu ngoại của chị Phi Nhung. Đó là bé Nathan đã đi mổ amidam. Thì bé bị đi mổ ngày hôm qua, tức là ngày 11 tháng 9 luôn các bạn. Vào đầu 8 giờ mấy sáng thì bé đã đi mổ amidam. Thì rất là dễ thương. Thì Wendy cũng đã chia sẻ cái những hình ảnh mà trước khi mà đi mổ amidam đó, thì hai gia đình có đi ăn, gia đình em và gia đình của Wendy có đi ăn ở tại nhà hàng buffet. Thì nói chung là rất là vui. Ăn xong rồi qua ngày hôm sau, là sáng ngày hôm sau là Nathan đi mổ đó các bạn. Thì có ba, hôm qua bữa mà đi ăn ngày 10 tây đó, thì có ba của Wendy, rồi gia đình coi như là đại khái là ông ngoại nè, bé Madeline Dung Võ đó các bạn, Nathan, Nikolai, Tom, rồi Wendy, và bên gia đình em thì có hai đứa nhỏ, dân như vậy đó các bạn. Thì đi ăn cũng vui lắm, đi ăn buffet cũng vui lắm. Thì ba của Wendy mời đi ăn.
Thì nói chung là ăn buffet cũng rất là ngon. Là ngày sáng hôm sau, tức là ngày hôm qua, tức là ngày 11 tháng 9, là Wendy dẫn con trai mình Nathan đi 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 mổ amidam. Thì mổ cái này khoảng mất khoảng đâu 2 tuần 3 tuần để mà được vừa bảo dưỡng sức khỏe đó các bạn. Cho nên bé sẽ nghỉ học trong vòng 2 tuần. Nói chung là bé rất là cứng rắn, mới có gần 12 tuổi rồi các bạn. Bé gần 12 tuổi rồi, rất cứng rắn, mặt rất là mạnh mẽ và coi như là không không có yếu đuối. Cố lên. Yeah. Giống như trước khi mà đi mổ thì em cũng có nói Nathan cố lên nha. Dán lên thì Nathan cuối cùng cũng ok. Thì mà khi mình mổ xong là không được nói chuyện nhiều, mình có muốn cái gì thì mình cứ nhắn tin hay là này nọ đó các bạn. Thì em xin đọc cái bài của Wendy đã chia sẻ trên Facebook nha các bạn. Đã chia sẻ trên Facebook cho các bạn xem. Cái bài này đây, đó chính là Wendy đã chia sẻ. Ngoại ơi, hôm qua con đi mổ amidam, con giỏi lắm, không có khóc. Nathan rất là mạnh mẽ cho nên không có khóc gì cả. Thì rất là nhiều người đã bình luận vào, chia sẻ những cái nội là cái đó. Thì con cháu lớn trái của ngoại nhung giỏi lắm, anh hai mà. Đúng rồi, các bạn biết cái Nathan rất là giỏi. Nathan ấy lắm các bạn. Nathan là phải nói là biết thương Nikolai, thương em lắm. Đi đâu á cũng cõng em đi rồi lo chăm chăm sóc cho Nikolai dữ lắm. Cho nên một người anh hai rất là tuyệt vời luôn các bạn. Không phải đứa nào mà cỡ 11 tuổi mà cũng làm được cái chuyện đó đâu. Cho nên các bạn cũng thấy đó rằng là nói chung là những con cháu chị Phi Nhung á ai cũng cứng rắn cả. Nathan à, xong rồi tới Nikolai. Nikolai là khoảng đâu 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi, 4 tuổi thôi mà bé rất là cứng nha. Coi như là mạnh mẽ đó các bạn. Rồi bà bé bé gái nữa, bé gái là cô công chúa đó thì rất là dễ thương, trắng trẻo lắm. Trời ơi, bữa hôm qua em thăm, nói chung là em gặp bé mới nhiều lần rồi nhưng mà chỉ có ngày bữa qua thăm với có anh ấy đó thì mới chụp tấm hình, chứ nào giờ gặp hoài không có chụp hình. Trừ cười lúc mà còn bé đó, lúc mà chở 1 tháng tuổi muốn cười khó lắm, mà bây giờ hả trời ơi, ai chọc cái gì là cười, cái này là vui vẻ lắm các bạn. Khi mà mình có một đứa con mà vui vẻ như vậy đó, coi như cái nhà mình nó rất là hạnh phúc, cười hoài, cười trời ơi mà dễ thương, chọc một cái là dễ thương lắm. Kỳ này ông ngoại qua, không biết ông ngoại có nhớ bé nữa hay không, tại ông ngoại qua đây thời kỳ này ông ngoại qua đây á rất là vắng, ít ngày chứ không có đi ở ở lâu. Thì không biết đi rồi có nhớ cô công chúa không. Cô công chúa bây giờ cực kỳ dễ thương luôn, trắng trẻo, cười tùm lum thứ hết đó. Thì hy vọng rằng là sau này bé sẽ nối nghiệp cho bà ngoại luôn ha. Như mỗi người đều có cái tài. Em các bạn có thấy trên Facebook đó Nathan đứng đàn không đó, mỗi người đều có một cái tài cả. Cho nên mình xem thử coi như thế nào nha các bạn. Ai cũng yêu thương chị Phi Nhung cho nên đã yêu thương luôn, chọn cả gia đình của chị Phi Nhung luôn. Đó thì là cái phần đó là em chia sẻ cho các bạn biết là tình hình là như vậy. Thì Nathan ở ngoài cũng rất là cao, bự con hơn con trai em gấp đôi luôn các bạn. Con trai em nó ít ăn lắm, Nikolai nó cũng ít ăn lắm, mà Nikolai thì nó giống ba nó, bự con. Cho nên cái 4 tuổi với 7 tuổi, con em 7 tuổi mà hai đứa đứng gần sát với nhau hơn, mém bự hơn. Thằng Nikolai từ từ nó sẽ bự hơn thằng Oven nhiều lắm các bạn. Tại vì cha cao thì con phải cao theo thôi, cha mẹ con cha thơm nó cao lắm các bạn. Thì đó là cái phần em muốn chia sẻ cho các bạn biết về cái tình hình của gia đình của chị Phi Nhung đó. Thì tình hình là như vậy đó các bạn. Thì mong bé coi như là khỏe rồi, coi như là sức khỏe là ok, khỏe rồi đó. Giờ chiều nay sẽ nấu cháo cho bé ăn. Nấu cháo cho bé ăn thôi các bạn, chứ nói chung là
có hai vợ chồng thôi, phải lo tới ba đứa con lận. Nói em nói tới gia đình của Wendy đó, hai vợ chồng thôi phải lo tới ba đứa con. Wendy đi làm, Thơm thì đi học. Thì nói chung cũng cực nhọc lắm, chứ không có đơn giản đâu. Thì đó là cái phần về chị Phi Nhung, cháu ngoại của chị Phi Nhung. Thì em có tấm cái hình mà bữa em muốn cho các bạn xem á, là cái bạn bữa quay qua nhà của Wendy. Ủa, nãy em nói rồi mà ha, có chụp với bé, hình bé em có đăng lên trên Facebook á, rất là dễ thương. Thì em có cho các bạn xem rồi đó. Rồi bữa cái này là gia đình bữa đi ăn này các bạn đó, bữa đi ăn trước khi mà Wendy mổ á đó. Thì đây là cái tấm hình đó, tấm hình bữa đi ăn buffet đó các bạn. Thì để cho các bạn coi xem như vậy thôi thì rất là vui đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ trở qua cái câu chuyện của anh Tuấn Hưng và anh Duy Mạnh. Thì các bạn biết đó, xưa nay đến giờ anh Duy Mạnh hay khịa anh Tuấn Hưng lắm, làm cái gì cũng bị khịa. Thì anh Tuấn Hưng, anh Duy Mạnh đó, trước tiên hết có không biết có ai chuyển tiền vào trong mặt trận Tổ quốc về cái vụ 3 triệu 3 triệu đồng tiền Việt Nam đó các bạn. Thì nói rằng là em Tuấn Hưng, em của Duy Mạnh gì đó, đã chuyển vào 3 triệu. Thì để em xem coi. Các bạn biết hai người cứ đấu đá nhau hoài à, mà đấu đá nhau mãi mãi như vậy đó các bạn. Thì bây giờ sẽ mình đã đi từng từng bước nha. Em sẽ đi từng bước, em trả lời cái câu chuyện bắt đầu khởi đầu bằng 3 triệu nha. Đâu rồi? Đây. Thì cái bài này đây, thì không biết ai chuyển vào 3 triệu. Không biết ai chuyển vào 3 triệu. Cái bài này đây được Duy Mạnh đăng khoảng độ 1 2 ngày 2 bữa trước rồi các bạn. Thì đăng như thế này: đang bão lũ, các ông bớt đùa hộ tôi cái được không? Hôm qua tôi được, nào là bồ nhí, nào là người tình trong mộng của Duy Mặn, nào là bạn giai của Duy Mặn, nào là bé đường của Duy Mặn, nào là bạn gái cũ ủng hộ Duy Mặn. Tôi khổ lắm rồi, các ông tha cho tôi. Thì bây giờ tới khuyên người ta để là em Tuấn Hưng, em ca sĩ Duy Mặn ủng hộ đồng bào mùa bão 3 triệu tiền Việt Nam. Thì không biết ai chuyển khoản vào cái ngày ngày 1 tháng 9 này đây ủng hộ 3 triệu để dùng là Tuấn Hưng. Tức là không biết cái đó là khịa hay là cái gì thì em không biết. Thì sau đó anh Tuấn Hưng cũng đã quyết định sau đó anh Tuấn Hưng cũng đã quyết định gửi tặng cho số tiền khác sau khi cái 3 triệu đó đăng lên nha các bạn. Để em coi cái phần của anh Tuấn Hưng mà gửi tặng số tiền đó các bạn. Để em này. Anh Tuấn Hưng gửi tặng, để coi anh gửi tặng ngày, không biết gửi tặng ngày nào, trong đây thì không có thấy ngày gửi tặng. Ok, bây giờ em đọc cái bài của anh Tuấn Hưng. Ngày 11 luôn, sau khi cũng cùng cái ngày mà người ta chuyển vào 3 triệu để dùng tên của Tuấn Hưng đó các bạn. Thì sau đó anh Tuấn Hưng đã tặng cho mặt trận Tổ quốc, cái này là ngày, tức là ngày 11 luôn, ngày 22 giờ, 22 giờ là tặng phải không? Đừng ngứa mũi quá. Còn cái này chuyển là 9:38, tức là chuyển buổi sáng. Xong rồi tối hôm đó là anh Tuấn Hưng chuyển vào cũng là cùng ngày đó luôn. Tức là sau khi cái 3 triệu lên thì anh Tuấn Hưng đã chuyển vào 100 triệu. Thì bị người ta khịa cho tặng 3 triệu, tức là chiêu hay cái gì đó thì không biết nha các bạn. Rồi sau đó ngày phản đoan cùng ngày đó, nhưng mà ngày 22 giờ, tức là 22 giờ tức là khoảng 10 giờ đêm đúng không?
20 giờ là 8 giờ, 22 giờ là khoảng 10 giờ đêm. Cỡ khoảng 10 giờ mấy đêm đó thì anh Tuấn Hân đã chuyển vào cho Mặt trận Tổ quốc tên người nhận, báo người lao động, sao chuyển vào báo người lao động nha. Gia đình Tuấn Hân ca sĩ xin chia sẻ với đồng bào mình ạ. Chuyển vào cho báo người lao động 100 triệu để cho ủng hộ, tại sao không chuyển vào Mặt trận Tổ quốc ha. Ok, bây giờ thì em sẽ đọc cái bài của anh Tuấn Hân cho các bạn nha. Chỉ dám nói rằng mình cũng giống như bao nhiêu người khác đang và luôn hướng về đồng bào miền lũ lụt. Ngoài đóng góp này và những hoạt động cùng các nhóm khác, mình hứa sẽ chích 50% doanh thu show diễn từ nay đến hết năm gửi về Mặt trận Tổ quốc như một phần trách nhiệm của công dân. Cho nên các anh chị bầu show bút em nhiều vào nha, không dám nói nhiều lúc này, chỉ dám làm thôi. Có nhiều người người ta nói nhiều mà người ta không làm, bây giờ mình làm nhiều mà mình không nói mới hay, đúng không? Thì coi như là anh Tuấn Hưng đã nói rằng từ cái ngày đó, tức là ngày 11 tây tháng 9 cho tới cuối năm, những cái gì mà ảnh đi hát ảnh sẽ chích ra 50%. Ngoài đóng góp này, tức là ngoài cái 100 triệu ảnh cho ra thì ảnh sẽ đóng góp 50% doanh thu show diễn từ nay đến hết năm. Ngoài đóng góp này và những hoạt động cùng các nhóm khác, mình hứa sẽ chích 50% doanh thu show diễn từ nay đến hết năm gửi về Mặt trận Tổ quốc như một phần trách nhiệm. Đó. Thì anh Tuấn Hưng, những cái show ảnh đi hát, anh sẽ chích ra, theo cái bài đăng ở trong anh để là chích ra 50%. Wow! Các bạn biết đó, cái cachet của anh Tuấn Hưng rất là cao. Cho nên, kỳ này đó, để coi, ngon rồi nha, hơn một số 100 triệu rồi nha. Hơn số 100 triệu này chắc luôn các bạn, 100 triệu này chứ là cái tiền, coi như tiền lẻ thôi. Còn những cái show mà anh đi hát đó, thì mà chích ra 50%, ví dụ như mỗi tháng mà hát chừng 50 show, vậy trời ơi, quá trời tiền luôn. Đó, em chỉ nói như vậy thôi, coi như là 100 triệu là chỉ là cái tiền lẻ thôi. Cho nên chúc mừng bên Mặt trận Tổ quốc cũng như đồng bào ở lũ lụt, thì anh Tuấn Hưng sẽ chích ra 50% cái doanh thu show diễn của mình. Những cái show nào anh đi hát, cho nên nhiều người hay book ảnh vào tháng 9. Hình như bây giờ anh chuẩn bị bay qua Mỹ để mà có một cái show tuần tới. Có cái show tuần tới bên Mỹ nè các bạn, hình như là như vậy. Rồi sau đó, bên Duy Mạnh cũng như đã chỉ trích gì đó, xong rồi anh Tuấn Hưng mới thách đấu anh Duy Mạnh như thế này các bạn. Hai người thách đấu mà. Cho nên các bạn thấy đó, hai bên cứ đấu qua đấu lại hoài à. Bây giờ mới là lúc mình muốn nói nè, tôi thách anh Duy Mạnh làm show với tôi để ủng hộ đồng bào đấy. Tôi đã đảm bảo live show này thu về tiền tỷ, nào dám chơi không? Thì Tuấn Hưng đã thách đấu Duy Mạnh về cái làm cái show thu về tiền tỷ để mà giúp cho đồng bào. Thì các bạn biết anh Duy Mạnh sẽ trả lời như thế nào hay không? Duy Mạnh đòi đó là phải, muốn thắng đấu thì đấu, nhưng mà phải chuyển trước cho Duy Mạnh 3 tỷ. Phải chuyển trước cho Duy Mạnh 3 tỷ nha các bạn. Đây. Thì cái bài này đây là Tuấn Hưng, Duy Mạnh đã trả đáp lại cho Tuấn Hưng, cho anh Tuấn Hưng đó các bạn. Làm một live show đi em trai, với điều kiện em ứng trước anh 3 tỷ, anh chuyển khoản luôn vào quỹ Mặt trận Tổ quốc ủng hộ bão lũ, còn lại bên công ty em tự thu chi làm một show nhé, thôi nhé. Anh hát 5 bài, bài nào song ca thì song ca, đệm đàn cho em hát một bài. Nếu khán giả yêu cầu anh bài ăn táo tàu, gần như bài táo vàng chứ không phải táo tàu, thì anh sẽ hỏi ý kiến em. Nếu em đồng ý thì anh hát, còn không đồng ý thì anh bỏ bài đó. Nếu đồng ý thì mình lên kế hoạch em nhé. Thì sau khi đó là Tuấn Hưng đã trả đáp như vậy, anh Duy Mạnh đã trả đáp lại như vậy đó các bạn. Tức là bài anh Tuấn Hưng có một cái bài là trái táo vàng, thì ông Duy Mạnh này ông mới là sáng tác ra cái bài là ăn táo tàu. Thì bây giờ muốn Duy Mạnh giúp cái show cũng được mà phải chuyển cho Duy Mạnh 3 tỷ thì các bạn biết kết quả như thế nào hay không? Thì bây giờ mình xem cái kết quả nha, 3 tỷ nha. Ok. Thì anh Tuấn Hưng trả lời như thế này, chốt đơn 3 tỷ đầu tiên. Chỉ còn đợi hợp đồng của nhà tổ chức gửi là có 3 tỷ gửi ủng hộ đồng bào rồi ạ. Anh Mạnh tuyệt vời. Tức là sau khi đòi 3 tỷ thì có một người đã lên tiếng tài trợ 3 tỷ liền các bạn. Sau khi Duy Mạnh đăng đó thì có người lên tiếng tài trợ 3 tỷ liền.
Thì đó chính là ai là người tài trợ 3 tỷ đó. Bây giờ em cho các bạn biết nha. Cái người tài trợ 3 tỷ đó đó chính là có người trên Tam Đảo. Bên Tam Đảo đó các bạn, trên Tam Đảo. Tam Đảo là cái chỗ nào ha? Thì sau khi hai người thách đấu với nhau ra điều kiện 3 tỷ thì có người ủng hộ 3 tỷ liền nha các bạn. Nhưng mà chưa có chuyển đâu. Có người trên Tam Đảo vừa điện thoại cho anh. Họ nói đồng ý bỏ 3 tỷ làm show, làm live show này để ủng hộ Bảo Lục. Nếu em trai đồng ý thì làm đi. Sẽ có người gọi cho em. Hình như vừa gọi cho Phi trợ lý cũ của em rồi đó. Phi cũng vừa gọi cho anh nói vậy. Em cân đối đi nhé. Đây, đây là một cái tin nhắn mà bên Tam Đảo đã gửi cho anh Duy Mạnh. Em vừa gọi Phí Phò và Tuấn Hưng đồng ý. Bên em chấp nhận bỏ 3 tỷ chuyển vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc 3 tỷ anh mơ Tuấn Hưng hát trên Tam Đảo anh nhé. Đó thì người ta đã chấp nhận là làm cái sự việc đó. Nhưng mà Tam Đảo là ở đâu ha? Để em coi thử coi. Tam Đảo hả? Tam Đảo là ở đâu? Em coi coi. Tam Đảo Phú Quý hả? Trung tâm Tam Đảo Phú Quốc. Ủa? Tam Đảo District là gì ha? Của Vĩnh Phúc River. Ủa làm trên Tam Đảo là sao ta? Cái chỗ này à? Tam Đảo, di chuyển chiếu ăn. Tam Đảo là địa danh du lịch nổi tiếng của Vĩnh Phúc, cách Hà Nội khoảng 80 cây. Tam Đảo nằm ở độ cao hơn 900 mét so với mặt nước biển. Ủa làm ở Tam Đảo hả? Ý nghĩa là gì ha? Không biết có cái ý nghĩa gì trên đó mà Tam Đảo là cái, là cái khu này, khu du lịch. Khu này là cái khu du lịch của Tam Đảo. À, trên núi cao à nha. Nó làm ở Tam Đảo. Ok. Thì có người đã tài trợ làm hát ở Tam Đảo cho hai người này, đã làm tài trợ 3 tỷ đó các bạn. Thì nói chung là hai bên thách đấu với nhau qua lại là như vậy đó. Thì các bạn cũng biết đó là 3 tỷ đồng rất là lớn. Rất là lớn các bạn. Rồi rất là, sau khi mà cái bão, cái trận bão Yagi này đây, thì có rất là nhiều nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Chẳng hạn như cái người em thấy, em sao em suy đoán, suy nghĩ đó, là cái người mà tài trợ mà lớn nhất trong cái số tiền này đó chính là Vingroup. Vingroup là của ông Phạm Nhật Vượng, đã tặng cho 250 tỷ. 250 tỷ các bạn. 250 tỷ đó là bên Vingroup đã tặng cho. Thì để em cho các bạn xem cái bài báo này đây của Dân Chí đã đăng nha các bạn. Đó, Dân Chí. Vingroup ủng hộ 250 tỷ đồng cho đồng bào thiệt hại do bão Yagi và lũ quét. Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái vừa công bố tài trợ 250 tỷ cho tỷ đồng cho đồng bào đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài. Nguồn tiền phân bổ trực tiếp cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp như, cho em tí nha. Đó, thì Vingroup đã ủng hộ 250 tỷ để cho đồng bào đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài. Nguồn tiền phân bổ trực tiếp cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp như dựng lại khoảng 2.000 ngôi nhà bị sập đổ, hỗ trợ 150 tới 300 triệu đồng cho các gia đình có người thiệt mạng, góp phần tái thiết cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thì các bạn thấy đó, Vingroup đã ủng hộ cho 250 tỷ đó các bạn. Với tinh thần không có người Vingroup nào đứng ngoài mất mát, đau thương của đồng bào ngay sau khi cơn bão Yagi và mưa lũ quét qua một số tỉnh phía Bắc gây thiệt hại nặng nề, tập đoàn Vingroup và công ty trong hệ sinh thái đã lập tức thu xếp 250 tỷ đồng dành cho quỹ cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Cho nên em thấy rằng đó
là không có ai mà cho số tiền lớn như vậy đâu các bạn. Nhà sau khi cái trận bão này đây, rất là nhiều nghệ sĩ đã ủng hộ rất là nhiều tiền trong cái phần này đây. Thì có Trấn Thành hình như là mấy trăm triệu, mỗi người là mấy trăm triệu, không Việt Hương hình như là 200 triệu hay thì phải. Nói chung rất là nhiều người đã ủng hộ vào trong những cái sự việc đó. Anh Đan Trường thì anh Đan Trường và chị Thủy Tiên cho khoảng 100 triệu và có anh Tuấn Hưng thì 100 triệu rồi nè, thì nó rất, nói chung là nhiều quá em không nhớ không hết. Nhớ không hết các bạn. Anh Quyền Linh thì cho 200 triệu mà Quyền Linh thì dùng cái phim của Hai Múi xin ủng hộ các bác tình các tỉnh miền Bắc Bão Lụt số 3. Thì anh Quyền Linh cũng cho 200 triệu. Hai Múi coi như là phim Hai Múi đã cho 200 triệu đó các bạn. Chích ra 200 triệu. Rồi rất rất là nhiều người, các anh chị em, có một số người anh chị em cho số tiền nữa, chẳng hạn như anh Kim Tử Long thì hình như cho 20 triệu. 20 triệu Kim Tử Long thì 20 triệu đó các bạn. Rồi nói chung là nhiều lắm, không có nhớ hết. Hồng Vân thì hình như là chắc có vài chục triệu hay vài triệu vậy đó, em không có thấy rõ. Còn Ngọc Ánh Kim thì cũng 70 triệu, Ngọc Ánh Kim là bên Mỹ. Anh Đàm Vĩnh Hưng là Mặt trận Tổ quốc, Đàm Vĩnh Hưng và quỹ Polo Love Foundation là cho 250 triệu. Đàm Vĩnh Hưng cũng cho 250 triệu nữa các bạn. Rồi nói chung là vài trăm triệu, kỳ này được vài trăm triệu không à. Bình Tinh thì hình như là nghệ sĩ Bình Tinh và Chúc Lòng hỗ trợ cho 50 triệu. Bình Tinh thì cho 50 triệu đó các bạn. Thì nói chung là nhiều lắm. Cộng lại là biết bao nhiêu tiền mà nói trong cái sự việc này đây, thì hy vọng là đồng bào sẽ được hỗ trợ giúp. Còn các bạn biết ở bên Mỹ đó, ở nơi đâu cũng có cái thiên tai hết bên Mỹ. Hồi nãy đây nè, cách đây khoảng đâu một tiếng đồng hồ mới vừa có động đất ở đây nữa các bạn. Bên Mỹ hiện tại, chỗ Cali của em ở đây là đang có một cái trái rừng bên đây nè. Cách đây chừng nửa tiếng lái xe thôi, trái rừng ở bên đây. Thì trái thiệt hại biết bao nhiêu. Nhưng mà ở Mỹ được một cái đó là các bạn có bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ đền. Sorry các bạn, bị ác xì, bị allergy. Các bạn biết bên Mỹ á, trái rừng hay bất cứ cái gì đó đều có bảo hiểm sẽ đền cho mình. Cho nên cứ yên tâm những cái chuyện đó. Nên người ở đây rất là yên tâm về cái vụ việc đó. Thì nghe nói cái bão sẽ đánh vào Louisiana. Cái bão tên là Francis. Chung là đang nói giữa chừng cái máy nó nóng quá, nó tắt. Thì bây giờ chắc cũng phải em phải đi rồi. Em không có chờ. Thôi không có thời gian nữa, phải đi rồi. Ở Mỹ bất cứ cái nào cũng có bảo hiểm này nọ hết, cho nên bão nó sẽ bão Francis sẽ đánh vào Louisiana này nọ các bạn nhé. Thì nói chung là tới giờ phải đi rồi. Em cảm ơn các bạn nha. Ngày mai em sẽ nói tiếp về cái sự việc. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và thuận lợi bình an nha. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share và đặc biệt nhất là bình luận để cho em biết nha. Em xin hẹn các bạn nha. Sorry các bạn đang nói giữa chừng mà cái máy nó nóng quá nó tắt. Nó bán rẻ đó các bạn. Cái máy nó bán quá nó tắt, nó bán rẻ em. Thôi xin chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, đồng ấm. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share nha. Xin hẹn các bạn vào ngày mai. Bye bye.